4-1-2-3 đi. Ngày hôm nay đá 4-1-2-3 đi. 4-2-3 đi, bàn mặt. Hôm nay tiện thích đá bàn mặt. Đá bàn mặt đi. 4-2-3, Savic về đá set. Cho nên mà xem một cú rất là ngon nhá. Grurian á, Grurian ngon nhất á. Grurian ngon lắm. Ok. Grurian. Ok, 4-1-2-3 nha. Okay. Ngày hôm nay đá 4-1-2-3. 4-1-2-3. Biết ngay mà sao biết được. Trên kênh đâu có nói tiếng Anh đâu. 4-1-2-3 tốc độ số đổ 1 chuyển chính xác. Chuyển xác tốc độ chạy. Ok. Còn 2-3 đây chiến thuật đội nha, còn đây sẽ là chiến thuật đơn, anh em có thể copy khi cần nha. Chiến thuật đội này thì ưu tiên khả năng bàn bật là chiếu à. 30 tỷ à, hay chứ, đã chẳng đất nuôi chứ, được 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 nha. Chẳng gặp đối thủ trình khác ca. Lulip Kevin Durant mệt luôn hả? Chờ Gulip mới người hùng trận trước trận này mệt hả? Chờ đang đá kẹp. Nãy không phải em à, ảo không phải mà. À. Bình luận nhau Chelsea. Chelsea sau bình luận. Em đang xem đỡ là một like nha mọi người nha. 4-1-2-3. Gulip sẽ chữ tiếng Anh nè. Ôi chào mấy em kia cũng Gulip mà. Team 422 STCF à, 4-1-2-3 này với bàn mật chuyên với lại cái team. Ồ, đây có Cruz luôn nè. Cruz với lại Gullit là ồ, này chắc ảnh đang xem live stream mình luôn á nè. Phải không? Michael đã rescan 5.000 đồng. Anh nạp game này được 100 củ chưa anh? Cả Michael nha, chưa tới đâu. Tổng có từng kết một lần rồi. Mình của mình nạp khoảng như là 40 đúng không? 40.000 FC à. 20 triệu anh em à, 20 triệu tính từ lúc mới ra game tới bây giờ luôn nha. 20 triệu à, 20 triệu, trong đó có năm 2019 đợt đó tôi nạp hơi nhiều, đợt đó mới đi quốc tế về nạp tới 10 mấy triệu phải, rồi sau đó ra mấy trăm ngàn, 20 triệu, 40.000 FC à, chắc có coi đang ơi livestream mình cũng sao hết chứ. Oh, dạng này có lẽ đừng khó như vậy chứ. Đừng khó như vậy chứ anh em. À, xử lý chuẩn chưa? Ok, skill nha, đó. Skill nha. Skill này cũng về mắt cho anh em luôn đó. Mua tay cầm mới. Mua tay cầm đã cố gắng lên rang gặp Thanh Hòa. Cố lên. Ủa, cả mày nào donate nha, mà sao nó không báo vậy ta? Em mới mua tay cầm em đá thì hơi thu tí, nhưng mà em đừng bỏ cuộc anh em à. Thấy rù rù á, là pha banh xử lý nó. Nó mãn nhãn như vậy mà không kịp rồi bó tay luôn. Xử lý mày nó là mãn nhãn, tôi tính trước cái đường á, tôi skill trước con kia luôn. Chị mà anh em nói rùa nữa, bó tay thiệt. Xuất xa thì bị kêu rùa chứ xuất xa. Xuất gần á thì cũng kêu rùa rùa sao. Nè người quảng cáo bắp à, bắp rang tại đang tạm ngưng qua Tết bán lại nè, tạm ngưng. Nghỉ Tết sớm. 4-2-3 này bạn bật ngon lắm, truyền đã, truyền là có người à, truyền đông có người chứ. À cặp của rút chiếc đê sao xảy được. Michael đã huy scan 5.500 đồng. Em để anh ít khi dùng skill mà khi dùng thì đúng lúc quá nhỉ. Cả Michael nha, cái đó gọi là đẳng cấp anh em à. Chứ mình không có spam skill. Mỗi khi skill là phải có bè. Nó mới gọi, nó đúng là cái gọi là kỹ thuật chỗ đó. Chứ đá giải skill mà không ghi bàn là bị đồng đội chửi đó, anh em đừng, cho nên là nó phải chính xác.
Trời ơi, Cruz. Đó, và đánh nốt đẳng cấp kìa. Cruz đẳng cấp ghê ta, không vô đầu cũng vậy. Thôi, việc bị chưa đúng không? Khoai canh bị sai rồi. Ừ. Cruz giờ cả đau, phải là lỗi rồi, phải là xui. Xui chịu rồi sao giờ? Bốn hai ba này bay mặt ra nha, chuyền là lụm à, chuyền là lụm nó dễ, nên đấu ngoài ba. Sợ biết chuyện bánh xét rồi. Và xử lý skill đẳng cấp đấy, skill cho anh em và Iniesta Mu đó nha, Iniesta Mu trước kia của Netfest đó. Sau đó tôi định phát back về nhưng mà nó bị lỗi cái nó không kéo về, nó xoay luôn. Lando mới tạo Cruz ra chưa, Cruz này Cruz 21 CL mà đang chờ Cruz 23T xem sao. Chuẩn bị có Cruz 22 UCL nữa nha, tôi cũng đang trông chờ vào Cruz 22 UCL. Đó anh em ra, biết đâu Rian vô địch là lần nữa là anh em ôm sẵn Cruz. Lần này tôi cũng đang tính nha, tôi tính tôi mê ôm Cruz 22 UCL chứ đủ sao đó, chuẩn bị có rồi. Chuyện đó, chuyện đó. Mê ơi, lỗi ta. Mê Cruz 22 UCL tăng lên chỉ số kìa liền sao chị không, tôi rất là muốn xin là cộng 8 à, 8 nó có đá giải được đâu. Chờ tôi rút 22 CL chắc chỉ số khoảng 106-107 á, được mua về ở Ria nó vô được cái cờ rút lên là tầm chỉ số thành 110 các em luôn, hay quá vậy. Hoa tỷ nó bị luồn sâu ta, che trước rồi luồn sâu đang lấy thêm bắp với da heo à. Em đang chờ qua Tết, đang coi ngày khai trương lại, qua Tết lại. Cruz cắt bánh. Ôi chứ bà. Ê ê. Nha, thôi nha. Hay vậy. Tao có tương truyền cho Robert anh truyền qua cho Denvero ta. Ồ, hay vậy. Cờ rút xử lý 10 điểm chưa? Cờ rút xử lý 10 điểm chưa? Nhấp cho banh ra, nó bảo là thủ liền à, nhấp cho banh ra là banh đai bị loại bỏ ngay. Nhấp cho banh ra là banh đai bị loại bỏ ngay. Quá hợp lý luôn. Michael đã rescan 5.000 đồng. Giải lần này team anh dùng những cầu thủ nào thế? Cả Michael nha, như qua Tết kìa nè, công bố này mà. Chắc chắn là có Cruz rồi, em biết rồi. Tôi đã phải có Cruz rồi, đúng quá, đúng là nào mà Cruz rồi có rồi đó. Còn mấy con hàng còn lại nhiều quá, nhớ không hết. Với lại cầu thủ bây giờ nó không chưa được gửi vào bạn. Chắc tuần sau anh em thấy vậy. Khoảng thứ 2, thứ 3 tuần sau là gai nào họ gửi vô anh em thấy, nhìn đồn tôi là thấy vậy. Đường nào tôi cũng sẽ đá trên stream cho anh em coi. Hình cũng khá ổn áp á, khá ổn áp. Trời. Mà Cruz BTB đúng rồi, bị giành Cruz kia. Cruz kia bị giành, Cruz 21 bị giành. Chịu giành thôi, tại con nó ngon quá mà.
mới lượt thứ ba bích vàng Garrus tôi hiểu luôn, kể ra tôi thích con Garrus thiệt nhưng mà tôi lượt thứ ba không thể nào bích không Garrus được. Mà cái team nó giành lượt thứ ba bích, lượt thứ ba bích ST, lượt thứ ba bích cánh, bích quá trời thủ quan trọng, bích Tony Garrus gì tính đó là con Tony Garrus khá là quan trọng. Ồ sợ bích, mặc dù với mình con Garrus có thể là quan trọng đó nhưng mà nếu mà tôi dành lượt thứ ba cho Garrus tôi cũng không thể nào giành được, phải còn nhiều vị trí quan trọng hơn. Hoài quá vậy, trời ơi, 60% y vàng. Vậy mà chơi nha. Nhiều người chê, nhiều người chê cứu xảo liền. Này. Thì chắc Garrus thì tới lượt dự bị thì mình mới biết là với cái tầm quan trọng, nó quan trọng với mình thôi chứ nó cũng không quan trọng với em trong team, nên em trong team biết nào là dự bị thì cũng biết. À tôi còn nghĩ con Garrus sao máu xe lầu trái biết kìa, tại nghe nó nhiều người chê đó. Tôi còn sợ trái biết chứ có mình tôi biết chứ mấy. Cuối cùng nghe nó nhiều người chê quá mà cháy sao lượt thứ ba đi biết luôn à, tay luôn á, nhiều người chê nào là không phòng ngự nào là yếu rồi kiểu vô giành mà được thứ ba. Ồ pha nặng lẽ không vô, trời 60% ghi bàn, 60% ghi bàn nha, đó phải góc 60% khả năng ghi bàn đó, pháp chưa. Được luôn ha, 60% nghiệp bài 423 giày đá chứ, 423 khá giày đá. Tổ số 15 trái luôn à, kinh nhạy 15 trúng 15 luôn. Anh có giận người ta không? Không bình thường. Cái bích lượt thứ 3 mà Garrus lượt thứ 3 này bị lỗ mấy vị trí khác đây. Bích lượt thứ 3 mà người ta khéo hạn chế sức mạnh à, lượt thứ 3 mà bích Garrus thì làm sao mấy vị trí khác ngon được. Em đang xem để lại một like các luôn nha mọi người nha, cảm ơn em rất là nhiều.